Vâng, em lại xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì em lại lên những cái mặt hàng cái lan rừng có tại vườn nhé các bác nhé. Đây là một giò cáo, các bác nhìn đẹp chưa, xếp thẳng tưng nhé. Đấy, một mẹ hai con này, một con này, hai con này, hai con này. Đấy, cây cáo chất cây các bác nhìn rất là xếp đẹp luôn nhé. Cái dòng cáo xếp mấy lá lướt thì giá nó khác nhau nhé các bác nhé. Mã số 23 có giá 450.000, 450.000 một cái giò cáo như này nhé các bác nhé. Cáo tiếp theo nhé các bác nhé, cáo số 1 nhé các bác nhé, hai cây. Đấy, cũng một mẹ hai con đây nhá các bác nhá. Cũng một mẹ hai con. Cáo số 1 430.000. 430.000 nhá các bác nhá. Đấy, một mẹ hai con. Đây cho các bác xem toàn cây xếp đẹp nhá. Xếp rất là đẹp, kể cả cái con này của nó cũng xếp đẹp nhá. Đấy. 430.000. Cho cáo mã số 1. Cáo tiếp theo nha các bác nhá. Cáo mã số 3 nhá. Cáo mã số 3. Đấy, một mẹ một con có giá là 400.000. 400.000 cho cái cây cáo như này nha các bác nhá. Một mẹ một con. Tiếp theo nha các bác nha, một cây cáo, cáo này đang nụ nha, bản lá này chắc nó chỉ được 5 sen thôi các bạn, bản lá chắc chỉ được 5 sen thôi, đang hai cái nụ nhá, một cái vòi nụ đây nhá, bên này một cái vòi nụ nữa nhá. Đây, đây cây bản lá rất là to đấy nha các bác nhá, có giá là 1.500.000 nhá, 1.500.000. Bản lá chắc chỉ được 5 sen thôi các bạn. Đấy, bản lá rất là dày. Giá 1.500.000. Cáo không số 1.500.000 nha các bạn nha. Đây, tiếp theo. Đấy, em lên cái hoa hồng Pháp nha các bác nhé. Giả hạt hoa hồng Pháp đây. Đấy, một cái bảng như này. Hoa hồng Pháp số 1 nha các bác nhé. Số 1 nha. Giá 220.000. 220.000. Hoa hồng Pháp số 1. Số 2 này các bác này. Số 2 là hạc vĩ thiên cung nữ bố nha các bác nhá. Hạc vĩ thiên cung nữ bố 1 2 3 4 5 6 7 8 có 9 thân thôi các bạn. Cái này thì các bác nuôi nó còn dài nhá. Nó còn rất là dài đấy, có 9 thân thôi. 2 4 6 cả nhỏ nhá, cả to cả nhỏ là 9 thân. 2 4 6 2 này 4 6 8, 10 thân, 10 thân. Cả to cả nhỏ là 10 thân. Đấy. Hạc vĩ thiên cung nữ bố số 2 nhé các bác nhá. Số 2 cũng có giá là 230.000. 230.000. Đấy, thiên cung nữ bố. Thiên cung nữ bố thì thường hoa nó tím rất đẹp nha các bác nhé. Đây là hạc vĩ này. Đấy, hạc vĩ, đây là hạc vĩ rừng nha các bác nhá, lá mít đây nhá. Hạc vĩ lá mít nhá. Hạc vĩ số 3 nha các bác nhá. Đấy, cái này là dòng hạc vĩ rừng này. Đấy. Cái này thì em cứ phải đếm cái thân cho các bác này, đếm thân cho các bác không là về các bác bảo nó ít thân hay
thì các bác nhiều khi là nhìn nhìn trên mạng video nó như này, nhưng về các bác bảo ít thân nhé, em đếm cả to cả nhỏ nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, nó còn mấy cái nhỏ nữa em chưa đếm đâu, nó còn khoảng cứ em cứ đếm là 11 thân nhé các bác nhé. Đấy, số 4 hạc vĩ nhá, 230.000, 230.000 hạc vĩ số 4. Đây, cái bảng hoa hồng đỏ rất nhiều thân này nha các bác nhá. Rất nhiều thân. Mã số 10, 280.000. Đấy, nước nó vào nó bung mất rồi. Mã số 10, 280.000. Rất nhiều thân, cái này thì rất nhiều thân nha các bác nhá. 2 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó khoảng 20 thân đổ lên, cả to cả nhỏ nha các bác nhá. Khoảng trên 20 thân đấy, cả to cả nhỏ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 cái. Em đếm cả cái to cả nhỏ đấy nha các bác nhá. Đấy, 28 cái, 280.000. Trả hạc hoa hồng đỏ nha các bác nhá. 280.000. Hoa hồng đỏ tiếp theo nha các bác nhá. Càng nuôi nó càng dài các bác ạ. Các bác cứ yên tâm, mùa này thì đang phát triển nó như này thôi. Các bác càng nuôi nó càng dài càng to. Mã số 8 cũng 280.000. Cũng 280.000 các bác nhé. Hoa hồng đỏ nhé. Tiếp theo em lên cho các bác cái long tu xuân nhá, một cái bảng to đẹp như này nhá. Đấy, cái này thì đây em đo xem cho các bác nhá, một nó được khoảng tầm 50 cm nhé các bác nhá, cái bảng này nhá nó được khoảng tầm 50 cm. Đấy, cây nó như này. Đấy, rất là nhiều thân nhé các bác nhá, rất là nhiều thân tơ. Mã số 5 300.000, 300.000 nha các bác nhé. Mã số 5 cho một cái bảng to như này nhé, 300.000. Một cái bảng nữa này các bác này, mã số 4 nha các bác nhé. Mã số 4 cũng 300.000. Đấy, mã số 4 cũng 300.000 nha các bác nhé. Một cái bảng như này, cái bảng này nó có rêu tự nhiên này các bác này, nó túi phân này, rêu tự nhiên này, về kể cả về vùng khí hậu nóng các bác chăm nó cũng rất dễ này. Cái rêu là rêu tự nhiên, thì các bác mà đắp những cái rêu kia vào thì nó không tốt đâu, còn những cái rêu tự nhiên này nó lên là rất tốt nha các bác nhé. Đấy, cũng 300.000 mã số 4, một cái bảng long thu xuân như này nha các bác nhé. Đấy, kìa. Đây. Đấy, đây là một cái kiểu vuông nhé các bác nhé, kiểu vuông nó bắc nhé. Đấy, một cái giò như to như này có giá là 1.300.000, 1.300.000 kiểu vuông nó bắc nhé các bác nhé. Đấy, 1.300.000 cho giò kiểu vuông nó bắc như này. Kiểu vuông nó bắc không số nha các bác nhé, không số, 1.300.000, 1.300.000 cho kiểu vuông nó bắc không số. Đây, lội lên lốt cho các bác cái giò hạc vĩ nhé, cái này là hạc vĩ nha các bác nhé. Đấy, không phải thiên cung nữ bố đâu, mà nó là hạc vĩ thường nhé. Thiên cung nữ bố thì vừa rồi em lên mấy bảng đấy,
1 thân 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 thân. 11 thân nhé các bác nhé. 230.000 nhé. Một cái bảng như này nhé. 230.000. Hạc vĩ nhé các bác nhé. Đấy. Cái này quên em không đánh số, ghi mỗi hạc vĩ. Hạc vĩ này hạc vĩ không số nha các bác nhé. Hạc vĩ không số nhé. Tiếp theo em lên cho bác cái chậu quế trăng tháng 8 nhé. Đấy. Toàn nguyên bản thôi nhé, em cho vào chậu nhé. Toàn nguyên bản thôi. Đấy. Nguyên bản như các bác nhé. Quế trăng tháng 8 có một cây, có một cái cây này nha các bác nhé. Một cây này. Đấy. Một cái khúc nguyên bản này nữa là hai này. Hai này. Đấy, cái này là hai nhé. Với cả một đống cái cây con này các bác này. Một đống cái cây li ti này nhé. Có giá 400.000 nhé. 400.000 là không có chậu đâu nhé các bác nhé. Chậu thêm 50.000 nữa. Đấy, 400.000 là không có chậu đâu nhé các bác nhé. Tất cả em sẽ gửi những cái khúc nguyên bản như này, quế trăng tháng 8 Hòa Bình nha các bác nhé. Đấy. 400.000 không chậu nhá. Em đặt vào đây thì các bác nào lấy thì em để, không thì em cũng cho chậu này em chăm lên nữa. Thôi rồi, trên đây là toàn bộ video mà nhà em có ngày hôm nay. Em rất còn rất nhiều hàng nhưng mà ngày hôm nay nó hơi mệt tí, em lên vài đơn thôi để cho các bác sưu tầm. Em xin chào các bác.